đời tận tụy hy sinh, đem hết sức mình để cống hiến cho học sinh, dạy dỗ học sinh thành nhân tài sau này của đất nước, dìu dắt chúng em lên người để đền đáp công ơn thầy vĩ đại, để xứng danh học trò. Để mà hướng dẫn các em thì
Đây thực sự là một số mẫu xảy ra rất là nhiều. Nhưng không biết là nếu học trò mà nó không trả câu hỏi này thì bắt buộc giáo viên sẽ ôm lấy lại. Là có thể trong bao nhiêu tiếng đó thì mình sẽ lấy chính bài học. Và mình sẽ đưa ra là ví dụ như bây giờ những cái câu nào liên quan tới bài học của mình sẽ trả lời cho học sinh dán cái câu hỏi lên trên bảng. Sau đó mình lượt lại những câu hỏi nào chính thì mình sẽ giải được cho học sinh. Rồi cái thứ hai là theo bài thì bây giờ là cái nền kinh tế thị trường thì bây giờ mình rất là phát triển. Tuy nhiên có những gia đình thì người ta còn nghèo nàn lắm. Do tiền không có thì có một số nhà sẽ nhỏ, có nghĩa là nhà bị xây hoặc là công tác như thế nào đó thì dẫn đến cái việc mà sắp xếp đồ đạc trong nhà rất là khó khăn. Vậy thì cái hướng học sinh như thế nào để mà mình sắp xếp đồ đạc làm sao cho nó gọn? Có thể ví dụ như cái gì nó kết hợp cái tục, có kết hợp cái kệ kêu là dùng đa năng. Có thể như vậy thì có thể mình kết hợp được mà mọi thứ mà cái phòng mình vẫn sử dụng tất cả. Thì cần phải có yêu cầu gì, ví dụ là thức ăn sáng,
lại lấy kiến thức cũ đưa vào bài này, nên chúng ta cũng không cần phải mà đi nhiều vào phần này nữa, vì nếu đi vào nữa là chúng ta không kịp thời gian. Nhưng mà em thấy có một số thầy cô nói là đưa ra tình huống nhà chồng thì đúng, hiện nay nhà chồng rất là nhiều, nhất là những gia đình mà ở nhà trọ thì có một cái phòng thôi hoặc là nó rất là hẹp. Như vậy thì em sẽ không có được học cái bước trước, em chỉ đặt ra câu hỏi là ví dụ như có thể trong cái tiết này bài này nó học 2 tiết, một tiết đầu và một tiết thứ hai, thì cái phần mà cái sơ đồ trong sách giáo khoa chúng ta có thể định lại tiết 2 và các em sẽ làm cho cá nhân, thì cái đó cái phòng có một phòng duy nhất mà bộ đã có cho sẵn. Vậy tiết đầu tiên ta có thể đưa ra nhiều khu vực trong nhà ở, thì như vậy chúng ta sẽ đưa ra được cái tình huống là nếu nhà bị chật quá mà cũng còn phải thiết kế các khu vực sinh hoạt trong nhà luôn. Chứ còn sách giáo khoa thì nó đưa lại chỉ có một phòng ngủ thôi, thì cái tiết đó mình có thể nên là để trong tiết 2 và các em đã nắm được hết cái phương thức rồi, nên trong phòng đó là em làm thì nó dễ hơn. Thì đây là em phần em ý kiến của em thôi, thì xin lỗi thầy cô nếu không nói đúng, còn cái tiết đó mình có được đi học. Tôi cảm ơn thầy rất là nhiều. Xin mời các thầy cô khác ạ, mình có ý kiến gì thêm cho phần này không ạ? Các thầy cô ở trường khác mà nãy giờ chúng ta đã đi qua sáu ý rồi ạ, sáu trường rồi, sáu ý rồi, thầy cô mình thấy có những cái phần nào chúng ta cần phải chia sẻ thêm không ạ? Thì chúng ta sẽ nghe lên, không cần thêm với thầy cô hay là các bạn sẽ qua phần khác. Rồi xin mời cô Tâm ạ. Kính thưa quý thầy cô, thì cái phần phía sau cùng á, thì hồi nãy tôi cũng quên báo cáo với thầy cô là sau khi xong thì các em sẽ vẽ sơ đồ tư duy, tức là mọi nhóm sẽ vẽ sơ đồ tư duy về cách sắp xếp đồ đạc trong nhà ở của mình. Hồi nãy cũng thiếu chỗ này, thì sau khi vẽ xong thì học sinh có thể khắc sâu kiến thức hơn. Rồi thì cũng xin cảm ơn quý thầy cô đã góp ý chia sẻ nội dung của bài. Xin một lần nữa xin cảm ơn quý thầy cô. Thầy cô, lỗi thầy cô. Các thầy cô mình xin được chia sẻ một chút xíu về cái bài này để cho thầy cô ta sẽ nắm hơn chút. Rất là đồng ý của Hà với thầy cô, nhưng mà đó mình sẽ nói rõ hơn về cái phần này. Thầy cô mở lên. Thầy cô, ở đây là mình có những cái mục tiêu bài học của thầy cô. Thì cái phần mục tiêu bài học ở đây thì mình nghĩ thế này nè, thầy cô đừng có đi rõ như vậy. Giờ về kiến thức của mục tiêu bài học này, đây mình muốn là học sinh của mình đó là biết cách sắp xếp đồ đạc hợp lý hay là hiểu. Cái mục tiêu về kiến thức nó quan trọng, nó có hai cách của thầy cô, một là biết, hai là hiểu. Như vậy thì cái này là biết thì hiểu, đây là cô gì cũng biết. Có nghĩa là cái mục tiêu bài học ở đây, ví dụ như là về kiến thức ở cái bài này, học sinh hiểu được cách sắp xếp đồ đạc hợp lý. Như vậy là học sinh nó sẽ thực hiện một cách thành thạo về cách sắp xếp đồ đạc hợp lý như thế nào, để nó hiểu sâu hơn, phân tích được cái vấn đề là sắp xếp như thế nào để gặp những cái đồ đạc như vậy. Rồi thứ hai nữa là hiện nay học sinh của mình sẽ thực hiện được cái việc sắp xếp đồ đạc hợp lý ở trong nhà ở, đúng không ạ? Tại vì mình đừng cứ ghi nó dài dòng quá, rồi thật sự mình chỉ ghi rất là rõ thôi. Một về kiến thức, học sinh biết cách sắp xếp đồ đạc hợp lý, và hiện nay học sinh thực hiện được cách sắp xếp đồ đạc hợp lý ở trong nhà ở như thế nào không? Và cái thứ ba về cái thái độ thì thôi không nói gì hết. Thì đây nó là theo như chuẩn kiến thức kỹ năng đưa ra là như thế nào cô? Chuẩn ở bài này là học sinh biết hay hiểu không? Biết cách sắp xếp, đúng không ạ? Như vậy là nó ở cái mức độ là biết thôi, đúng không ạ? Như vậy thì mình phải, thầy cô nhớ một điều như thế này nè, khi mà chúng ta khẳng định được cái mục tiêu về kiến thức kỹ năng chế độ thì cô có đặt ra nó phải phù hợp cái mục tiêu đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói học sinh biết thì cái mục tiêu thì câu hỏi mình đặt ra thầy cô chỉ giới hạn học sinh là biết mà thôi. Thầy cô nhớ vậy nó mới đáp ứng được chuẩn. Còn nếu không thì thầy cô lại xa đà cô. Học sinh có gì thì học sinh biết thôi, cái thầy cô bắt phải phân tích giải thích cũng như là đó là thầy cô đã làm nâng cái chuẩn lên rồi. Rồi thầy cô chú ý với cô là trong vấn đề về mục tiêu là xác định chính xác đúng theo sách giáo khoa của mình, đúng theo chuẩn.
điện thoại không. Còn cái mà để học sinh bài tập thấy là có là để biết thôi, để biết thôi, nhưng mà ghi trên cái bài của mình thì tự biết cái đó là điện thoại. Và bây giờ cái tình huống thì cô đầu tiên cái tình huống thứ hai là vấn đề thì cô giáo nêu ra hai bức tranh. Ở đây cô giáo còn nói là bức tranh này giống trong sách giáo khoa, ngang sách giáo khoa ghi được hai bức tranh thôi. Và hai bức tranh này á, mục đích của cô giáo trong cái tình huống thứ hai này tôi thấy cũng được, thì cô có nghĩa là chính do cô một cái khái niệm về cái vấn đề là sắp xếp của đạo học lý là như thế nào nên đưa ra bức tranh. Nhưng mà cô giáo hồi nãy có lời phát biểu là nếu mà cái bức tranh mà khác sách thì càng tốt, thì rất là hay. Nếu mà thầy cô có thể chọn đi sẽ làm được những cái bức tranh khác ngoài trong sách giáo khoa thì rất là hay. Còn nếu không có nữa thì cũng lý cái bao nhiêu cũng là. Nhưng mà đây là chỉ là cái sự hướng xoáng là nhằm mục đích giúp cho học sinh có một cái khái niệm về sắp xếp đồ đạc lý là như thế nào. Thì vậy là cái mà từ lúc mà cô giáo đưa ra ở cái bài học này là được, mà tôi nghĩ thế là được. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là cô đặt ra một cái câu hỏi. Ở đây cô giáo nói là từ đó sẽ cho em nhận xét như thế nào, đúng không ạ? Thì cái phần đó là cô giáo đặt ra câu hỏi để từ lúc xuất phát thì cô giáo hồi nãy có lên và phát biểu thêm cái nữa là nên cảm nhận của mình. Dạ, nhận xét đây là sẽ nên luôn cảm nhận luôn rồi đó. Đã nêu luôn được cảm nhận của các em là khi mà nhận xét như vậy thì nó sẽ nêu ra đúng lớp. Thì khi nó ra thì cái phần này là câu hỏi là cái chỗ này thì cô bây giờ ở đây nhé. Các thầy cô xin chỉ điểm tôi chỗ này là cô giáo nên đứng nè, giả sử bố mẹ em trang bị cho em một cái phòng riêng có diện tích là như vậy, có giường cá nhân, đầu giường, bàn ghế đủ gì đó, đưa như vậy. Rồi các thầy cô quan sát trước ở cái phần này nha. Các thầy cô đưa xuống tiếp một cái loại của ở cái thứ thầy cô nhận xét giúp tôi nha. Và thầy cô thứ nhất, thầy cô quan sát ở cái phần mà cái từng cái câu đặt câu hỏi như thế này. Đặt câu hỏi là giả sử bố mẹ em cho một cái phòng có những cái như vậy với cái đồ như thế. À, rồi bây giờ các thầy cô giúp chúng tôi là ở cái bước các thầy coi là cho chúng tôi là cái thầy cô có thấy về cái bộ lộ cái kiểu ấn tượng ban đầu của học sinh ở lớp một lớp hai nó có như thế nào khác nhau nào? À, tại vì cái yêu cầu thì có một cái giường, một cái tủ, một bàn học, nhưng mà dưới này là bình ga, máy lọc, TV cũng lọc lên ở đây luôn, đầy đủ luôn. Đó có sự khác nhau. Cái vấn đề của cái cô khác có gì sẽ như thế nào không? Tại vì nếu mà nói về ý bộc lộ của quan điểm ban đầu á, học sinh nó sẽ nói, ví dụ dạng giáo viên lại khẳng định cái này rồi, thì học sinh không bộc lộ được cái điều này nữa. Do đó nếu mà cái bước đầu đưa ra là có thể đưa rất nhiều đồ vật để học sinh lại tự chọn lựa và sắp xếp thì lúc đó mới xảy ra tình huống của cái phần thứ hai. Còn cái phần đầu đã ngon lại có gì đó rồi, có nghĩa là ứng định nó không như cái này bàn ghế tủ giường rồi thì làm sao nó có bộc lộ được cái phần phía dưới nữa. Dạ, tại vì cái này cô giáo đã tự định là có cái lớp một, cái lớp một cô đưa lên là cô quay trở lại cái lớp một rồi. Cái bước một là gồm có là vừa cái chân đầu vừa quần áo bàn học hai đến một giá sách. Thành ra bây giờ nó là nhà cái thầy cô ở trong cái phòng của mình đó, thì nó đưa ra là ở cái phần mà giáo viên đặt ra, cái giáo viên có thể đưa rất nhiều đồ vật ra để được cái hết luôn cả tất cả mọi thứ luôn á. Thì lúc đó học sinh mới tự khi mà nó muốn bộc lộ, nó muốn sắp xếp được cái này á, với cái diện tích như vậy, với một cái khối lượng đồ dùng như vậy, nó phải sắp xếp như thế nào, nó chọn cái nào mà nó bỏ cái nào thì nó mới đưa ra được những cái tình huống thứ hai. Đó là như vậy. Nên thầy cô của mình trong quá trình đưa ra thì ta nhớ cái chỗ đó. Dạ vâng. Nhưng mà cái người không quan tâm là như vậy là thực tế và nó đúng. Hiện nay mình cũng quy định là chưa nên đồ dùng, nhưng các em trong quá trình chuẩn bị các em vẫn chuẩn bị hơn. Và các em có nói với cô là thưa cô, nếu chúng em chuẩn bị như thế này có được hay không? Thì lúc nào chúng tôi nói là nếu các em không muốn đồ dùng hơn vì điều kiện thực tế thì các em sắp xếp làm sao với điều kiện được như vậy. Thì đó là tôi thấy là lần này quan tâm làm thế này vẫn phù hợp với tình hình thực tế học sinh ở đây.
lựa chọn đồ dùng để mà đưa vào. Như vậy thì tại vì cái chỗ cái chứ không phải là cho học sinh là ngoài cái việc á mà em sẽ tiếp xúc thêm nó khiến cho mình lựa chọn, nó phải có thêm một cái nữa thì cô, có nghĩa là ngoài những cái mà đưa ra như thế là giáo sư nó sẽ biết cái cô đưa ra như vậy thì nó biết là em sẽ tiếp xúc thêm ở trên những cái đồ dùng này thôi. Đương nhiên như cô nói là nó mang tên là đúng rồi đúng không ạ, nhưng mà đây thì cô liệt kê ra thêm thì học sinh của mình á nó biết cách lựa chọn, có nghĩa là thì cô đã nâng lên một cái gì tương nhau của học sinh rồi. Các con trong sách gì thì nói như vậy, cô đưa ra vậy nè, mấy đứa tụi con phải biết cách lựa chọn ở một cái diện tích như vậy đồ dùng như thế nào là giờ nó hợp lý, cho nên là nâng cái kiến thức hỗ trợ một cấp nữa rồi nó như vậy. Nên mình thấy là cái như vậy thì trong đó thì được là học sinh là tốt. Ở đây cũng là các cô giáo là đã liệu kê được rất nhiều cái câu hỏi mà mình học sinh của mình đã xin ra, như tôi rất là đồng ý với ý kiến của Hà. Đây không phải là những câu hỏi mà thầy cô phải giải đáp hết, mà là ý kiến của trò giáo viên phải như cô nói tóm lại. Giống như là cô nói những cái nghĩa là cái cô định nói là mấy em đưa cái câu này sai câu này đúng không, cái cô không được nói là câu này đúng câu này sai, lại về cũng được như tình thương thầy bằng câu hỏi nhân viên hôm nay cô muốn làm trò để tiếp xúc rồi đạt như vậy thì cô hỏi cô đưa ra là như vậy để cho nó chỉ cho chúng một cái của mình ra thôi, chứ không phải là giáo viên giải hết rồi thì cái đó không phải là học sinh. Thì cô nói là hồn lộ quan điểm ban đầu để cho chúng nó biết được là qua bài này tôi hiểu cái gì đến đâu, nó như thế đó, chứ không phải cô sẽ định hướng lại cho các bé bằng kiến thức cô hỏi giải hết. Thành ra cái điều kiện tôi giáo thì nói là cho các bạn không đó, thực hiện nó làm cái điều gì ở đây.
thì cô làm cái chuyện chia tay rồi. Hồi xưa của mình nó đã có được cái năng lực nào thì cô mình mời một cô mình gọi cái nghe là sao quá thầy cô. Chứ không phải là cái bài giống vậy thầy cô ơi, nhưng mà vậy là dạy
tới cho trường rồi. Vì vậy thì cảm ơn cô Tâm rất là nhiều ha, cô và thầy. Dạ, dạ bây giờ xin mời một cái trường thứ hai và xin mời một thầy cô. Dạ, dạ. Dạ, thầy con, dạ xin mời. Mình
xin lỗi cũng được, không làm chút sinh hoạt cũng được, không lớn thì đây tôi sợ được nói được đó. Nước thiêng thiêng rồi.
về. Cái bài học mình đi trở về này thì cũng em cũng chuẩn bị là ra một cái slide. Mình chơi đơn giản là với những thể lệ là yêu cầu học sinh quan sát những hình sau cho biết ý kiến của mình và mỗi một câu trả lời đúng thì sẽ nhận được món quà. Và cho bạn thì thuê những linh động sau đây nó đúng và hành động nào sai. Hành động thứ nhất là mở một bức tranh và sẽ đề nghị học trò là có ý kiến của mình. Và tương tự thì có một số tranh khác. Tình huống mà dự phòng trong trường hợp là những tài liệu
đưa ra nó chưa được thu hút, hoặc là sau cái thời gian mà dự phòng của chúng ta còn dài, chúng ta sẽ chiếu cả phim này. Nhưng mà cái phần cuối cùng chúng ta là chốt về cho học sinh về cái nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện. Giới thiệu một chút một
thì cô trước hết xin mời quý thầy cô của mình bài này có nhiều điều để mà ta sẽ chia sẻ ra mời thầy cô góp ý luôn về vấn đề thứ nhất là xin mời thầy cô đọc trước về cái phần đầu tiên, xin thầy cô lưu ý về phần đầu tiên câu này thì phải phần đầu tiên của này là cô ứng chủ đúng không ạ? Chào mời cô. Dạ không, phải tiêu chuẩn hả? Dạ. Chứ không có theo bình thường mà tiêu chuẩn là mở chuẩn ra. Dạ, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Là thầy cô có thể cái gì về con này không ạ? Rồi, rồi, chỗ này mình ngay mình ngay thấy sớm. Dạ, xin mời thầy có những cái gì về cái phần này. Mình nhờ sắp ra coi chọn lại đó. Cái tiến trình đầu tiên gọi là cái tình huống xuất phát và cái vấn đề
Đúng rồi, thầy cô sẽ góp ý trên theo từng năm bước tiến trình để giúp cho cô mình sẽ bổ sung thêm. Cái vấn đề thứ hai, cái bước thứ hai á, là cái bước thứ hai là bước mà bộc lộ cái quan điểm ban đầu của học sinh. Như vậy thì thông qua cái tình huống câu hỏi vấn đề như vậy, học sinh nó bộc lộ quan điểm nào thông qua thể hiện qua cái hệ thống câu hỏi của học sinh. Cái thứ ba nữa là lúc sau khi bộc lộ hệ thống cái quan điểm ban đầu rồi thì học sinh cũng là bước ba, và cái bước học sinh sẽ đề ra cái phương án và nó thiết kế cái hoạt động để mà nó có thể thực hiện lại những cái câu hỏi mà vừa rồi nó. Và cái bước tư là cái bước mà học sinh nghiên cứu và học sinh thực hiện. Giống như là ở đây là bài ăn đầu tiên thì cũng có nhiều cái để học sinh làm, thì đây là mình thì là học sinh thảo luận đưa ra vấn đề gì đó, đúng không ạ? Thì các thầy cô cứ xem là nó có đúng cái tiến trình năm bước của mình hay không, và thầy cô của mình sẽ đóng góp vào từng cái bước một như vậy nha thầy cô ha. Thực sự ra thì mình dạy học á, các thầy cô đã làm hết rồi, từ đó giờ thầy cô dạy, từ đó giờ là không có phải là mình không có làm là hết rồi. Nhưng mà bây giờ cái phương pháp này nó giúp cho mình có cái nhìn nó bài bản hơn chút thôi. Cái hồi trước đây nó dạy thì hình như nó không khác chút nào hết, nhưng mà chúng ta đi một tầng một rồi hai tầng ba học. Bây giờ các thầy cô sẽ là bước một, hai, bước ba, và mỗi bước dạy có những cái hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh nó chi tiết hơn, và nó giúp cho thầy cô thiết kế được một cái bài dạy của mình tốt hơn. Để xin mời các thầy cô mình sẽ bắt đầu lên, chúng ta sẽ góp ý từ từ ha. Xin mời các trường khác ạ. Trường nào thầy? Lý Trọng. Dạ, Lý Trọng ạ. Cũng xin thông thưa các thầy cô, theo bài sáng cái bài này á, thì cô giáo lên cái bài này là đủ lớp tất cả các tiến trình. Tuy nhiên á, em có một cái phần góp ý như sau, là cái ý quan trọng lắm á, là em sẽ đưa ra một cái đoạn phim cho học sinh quan sát trước, rồi mình mới đưa lên một cái tình huống cho học sinh giải quyết. Nhưng cái đoạn phim này á, theo em nghĩ á, mình nên đưa một cái đoạn phim, ví dụ qua cái phần đoạn phim đó mình đưa, không cần đưa một cái đoạn phim như này mà đưa một cái đoạn phim rất là gần gũi đời sống của em. Ví dụ như qua cái vấn đề ví dụ tai nạn điện á, thì nó gây ra cháy nhà hay gì những cái bệnh đó thì rất là gũi với các em, thì cho các em quan sát để cho mình nó đưa ra từng thứ. Và các nhóm á, trình bày á, thì mình nên nên là các em mà trình bày thì có nhiều và đẹp nhất, nên mà cho cái phần trình bày của các em thì cái bài học nó sẽ sôi nổi hơn. Em xin lắm. Bây giờ lúc nào thì sao? Bây giờ nó có trường hợp là bây giờ có bốn cửa điện, thì bốn
bây giờ mình có thể thao tác cho em coi phương tiện cô sử dụng theo kim vô trong điện này coi nó đèn không, vậy nó đèn là gì, để nếu bây giờ cô kiểm tra cảm điện thì sao, nguyên nhân thì sao, thì lúc đó cô sử dụng thì lúc đó mình phải quay quanh là để học sinh sau này nó chỉ biết là khi cô sử dụng đồ điện thì cô phải biết những cái thao tác an toàn nếu về nhà cũng gần một chút. Còn những hình ảnh mà cô sử dụng tập đầu á, có thể cái đó là mình chỉ để mở rộng thôi, thế là an toàn hơn mình mở rộng. Và cái thực tế hơn nữa là hiện nay là tại sao không chú mưa dưới cột điện, nhiều người sẽ nói là nước dẫn điện hay gì đó, cái đó nhiều lắm. Thì trong đó mình có những cái tư liệu về báo chí, tư liệu về thông báo đó, mình chích ra để bảo đưa một cho học sinh xem. Có nguyên nhân cho nên là chú mưa như trường hợp của em học sinh tiểu học á, đi về nó nhảy cái đồ dụng nước cái chỗ gần cột điện á, thì bây giờ thì đấy mình cũng đang mình những thông tin. Thì tôi nghĩ trong đầu đưa những tình huống vậy, trong đầu mình mới làm theo từng bước một bước vậy, thì nó sẽ đi gom vô hơn cái của mình. Còn những hình thức này thì cũng thấy nó bị hơi cao quá, có nghĩa là bắt đầu các em cứ coi là trên cột điện này thì cái đó lại thuộc về cái ngành đi lực, cái đó cũng có thể là làm sao đó là theo ý kiến của quen để ông dập cái ý kiến này. Thôi chỉ hai anh chị, bây giờ giống như bạn sư nói ngày hôm nay là ta đang phương pháp và đang tiến cho người ta làm bước. Các anh chị nên xoáy vào năm bước, ta không xoáy vào cái kiến thức chuyên môn của cái thầy này như thế nào nữa, mà với cái bước thứ nhất cô này xây dựng mình thấy sao đối với, tại vì cái này nó sẽ giúp cho các chị, tại vì năm nay chúng ta thực hiện cái việc đổi mới sinh hoạt của nhóm chuyên môn, góp ý xây dựng cái bài theo hướng là người học. Thành ra là chúng ta góp ý lại, góp ý theo cái tiến trình này, nếu như ta thực hiện như vậy thì người học người ta sẽ tiếp thu được như thế nào, nghe các chị ha. Như vậy cái tinh thần đó thì đề nghị ta bám theo cái chủ đề của ngày nay, tiếp tục mời trường Nguyễn Văn Nghi, trường Nguyễn Trãi, trường Nguyễn Nghi chuẩn bị. Chuyện này thì cô trước cái bài này em thấy nếu như được bài này thật ra áp dụng công thành bộ thì em thấy là đầu ra phẩm khó, bởi vì nó sao sao nó thấy sao sao dạ. Mà chị học đi. Ủa, tại vì rồi
pháp này để bạn nói lên được cái gì nãy giờ bạn theo dõi mà nói cái gì. Thì cũng thay mặt từ nữ Lương Nghi rất là cảm ơn bộ cô giáo, và tôi cũng từ rồi tôi có tập huấn chung với cô cũng mới về trường là không tay nội, mà qua một cái bài như thế này với cái nhóm công nghệ của trường không tay nội đã giúp cô lên một cái tiết như thế này rất là hoàn hảo và thực hiện đúng này các bước giống như là cô sư đã triển khai. Còn phần học tập của bản thân riêng bản thân tôi á, thì đúng là cái phương pháp này đã có từ lâu rồi, nhưng cái từ này mình thay đổi lại thôi. Chứ nếu mà đã dạy ở từ năm ra trường của chúng tôi đến bây giờ á, thì cũng có nhiều, nhưng mà theo ý kiến cá nhân tôi á, bài này phải làm ra một sản phẩm, thì cái bài này á, nếu mà chúng ta áp dụng phương pháp bằng tay bằng một theo cá nhân của tôi thì nó chưa phù hợp. Ví dụ nếu mà tôi dạy điểm chính á, thì một học sinh nó phải làm được cái một mặt thì đóng dấu sản phẩm giống như là cô công nghệ sáng là cô tâm lên thực hiện thì nó mới ra sản phẩm thì nó biết được. Còn bài này thì nếu mà đứng ở góc độ để cho học sinh biết và nguyên nhân và mọi người thôi, chứ nếu mà áp dụng cái phương pháp tay bằng một thì tôi sẽ không chọn bài này, tôi chọn ở bài khác. Và là những cái đứa hình ảnh
học sinh, thì học sinh lúc đó tự nêu ra quan ảnh, học sinh sẽ tự nêu ra là tại sao bị điện giật trong điện vào cơ thể người thì người sẽ bị điện giật sẽ gây rất nhiều nguy hiểm. Thì không phải những chạm điện tử vật mang điện mà có thể phóng điện vào quang, có thể là điện áp nước, điện nước vân vân, rất nhiều câu hỏi học sinh sẽ đưa ra. Từ đó học sinh sẽ đề xuất câu hỏi là ở đâu nguyên nhân, rồi từ đó đưa ra những biện pháp tiếp tục. Qua đó là bước thứ ba, đề xuất câu hỏi, rất nhiều câu hỏi cho học sinh đề xuất và giáo viên giải quyết. Và cái đề xuất thí nghiệm từ cái thí nghiệm nghiên cứu, có thể là vấn đề chặt bỏ khắc phục là ta sẽ sử dụng cái bàn mũi, có thể bị chặt bỏ cấu điện vào và dùng thuốc thì điện bàn mũi này sẽ bị chặt bỏ khi làm việc còn cơ thể người. Nếu mà khắc phục để chặt bỏ mà mình không biết dùng thuốc điện đưa vào thuốc điện sáng, nếu mà em chạm vào sẽ bị giật đó, vân vân, có những thí nghiệm để nghiên cứu. Và cuối cùng là kết luận lại hệ thống kiến thức là đưa ra những cái nguyên nhân, biện pháp khắc phục, từ đó là mở rộng vấn đề phần hai là những dụng cụ đó, làm thế nào dùng cái dụng cụ, ví dụ ta đưa ra hai cái kềm, một cái kềm là có bộ hết điện, một cái kềm không có, thì các em từ cái thí nghiệm mà ta thấy là chặt bỏ thì em sẽ chọn lựa cái kềm mà có bộ hết điện, vân vân. Xin những cái dụng cụ được ý từ như vậy là thầy Thánh là có ý theo cái tiến trình năm bước. Như vậy thầy Thánh thấy cái tiến trình năm bước của cô như vậy á, theo thầy Thánh thì cái bổ sung bước nào hoàn chỉnh rồi? Tại vì thầy Thánh là có năm bước nhận là quá tốt. Ít nhất là có biết thầy năm bước này ta mới nhận định là với cô xây dựng như vậy bước này nó là chi chưa? Ta cần có bổ sung gì mà không chưa? Dạ. Bảo vệ an toàn điện thì trên mạng nó có
thì mình có thể mình chiếu cái đoạn phim đó và cho học sinh đó phân tích ra những cái nguyên nhân ban đầu là nó tại sao phải thực hiện các biện pháp an toàn đó. Như vậy nó biện pháp đó thì nó nếu không thực hiện là nó do nguyên nhân nào thì học sinh nó sẽ nắm rõ luôn cả hai phần, phần đầu và phần sau. Xin hãy. Rồi, đồng ý rõ, giờ một đồng ý cuối cùng rồi ha. Mời trung tâm. À, kính thưa quý thầy cô, thì sau khi nãy thì góp ý của rất là nhiều thầy cô thì theo em thấy như thế này, cái mục tiêu của bài học hôm nay á, thì đưa ra như cái thầy vừa nói cái đó là trong cái bài của mình á, chỉ có là đưa ra các hiểu được nguyên nhân gây ra tai nạn hiện và đề ra các biện pháp an toàn. Trong đây là nếu như cái mục tiêu kiến thức cái thứ hai á, là hiểu được sự nguy hiểm trọng điểm với vai người thì mình phải thêm một cái phần là tác hại của trọng điểm đối với con người nữa. Như vậy là không có trong cái chương trình bài của ta như vậy. Cái thứ nhất ở đây là mục tiêu đưa ra là quá rộng so với yêu cầu của cái tiết dạy. Còn do đó là về phần cái kỹ năng ấy, thì ở đây là học sinh, do đó là có thể là cái phần là một số biện pháp an toàn trong sản xuất và đời sống thì mình chỉ nói về trong đời sống của học sinh thôi, còn nói về trong sản xuất thì nó rất là rộng và kiến thức rất là lớn. Như vậy mình cũng bỏ đi cái dòng sản xuất đi. Nếu mà nói về cái này học sinh không thể nào hiểu nổi đâu, bởi vì mình không có kiến thức về điểm cơ bản thì mình mới thấy mới nói được cái phần này, do đó là mình phải bỏ trong sản xuất đi. Có thể là mình chỉ giới thiệu sơ cho học sinh ta biết thôi chứ mình không có đi sâu vào trong sản xuất. Rồi cái phần mà về các bước tiến trình á thì em thấy các thầy cô hãy vừa góp ý rất là nhiều rồi, do đó là cái phần này mình khi mình đưa ra mình phải đưa cho học sinh biết là học sinh mình ở mức độ nào, mình đưa ra cái một số phim hình ảnh nó phù hợp nhiều, các thầy cô đồng ý rồi đã góp ý. Còn cái một phần thứ hai á, thì em thấy thế này, cái phần nghiên ý kiến bắt đầu của học sinh á thì giáo viên khi đưa ra tình huống thôi, thì ở đây không có chuẩn bị trước các câu hỏi, chẳng hạn đề xuất các câu hỏi học sinh sẽ đưa ra như thế nào để giáo viên mình cũng phải chuẩn bị trước, cho đó là cái phần này giáo viên chỉ đưa ra thôi, chẳng hạn mình xử lý tình huống như thế nào, bởi vì trong cái an toàn điểm rất là rộng, khi cần nói sơ sót tí thôi thì nó đã hiểu ý đó là khác rồi, do đó mình có thể đề xuất các câu hỏi học sinh dự kiến sẽ đưa ra như thế nào, từ đó mình xử lý được. Thì cái trong đó còn cái diễn thức trong đây thì em thấy là nó tương đó là hoàn chỉnh rồi, như các thầy cô đóng góp thì ở đây có số ý kiến, còn là thầy cô là có ý kiến thêm thì ông đóng góp thêm cho bạn hoàn chỉnh. Rồi, cảm ơn chúng ta vì bài đó ý kiến sáng ngày hôm nay đã đưa ý kiến các câu hỏi mà xin nêu ra để ta có cái việc trả lời đó, ý nhất là tôi muốn đăng ký sale rồi mấy này để đăng ký góp ý cho chúng ta chứ không có nói cùng chung ở đây, không có nói cùng chung đăng ký ha. Rồi như vậy cũng nói rồi là tôi bị cuối cùng thì các bạn mời ơn cái những cái lời góp ý của các quý thầy cô. Thực ra thì em là một giáo sinh mới ra trường, không phải mới ra trường nhưng mới đi dạy được 3 tháng và được học một cái chuyên đề và về nhà thì cũng được sự hướng dẫn tận tình của cô và các đồng nghiệp ở trong tổ bộ môn thì em xây dựng nên cái đáp án này. Thực ra thì nó với em thì em chỉ nói là ý kiến của cá nhân em thôi, em cảm thấy rằng nó rất khó ở nhiều chỗ, chẳng hạn như là cái an toàn điện này nó không xa lạ gì với học trò cả. Đó. Ngay từ bé trẻ con mình đã nhắc là con đừng đụng vào đó, điện giật đấy, điện giật đấy. Thì với trẻ con người ta chỉ nghĩ là nếu đụng vào thì bị giật. Nhưng mà với học sinh lớp 8 mình đang hướng nghiệp học sinh về học nghề. Như vậy thì cái suy nghĩ ở đây là như vậy thì không thể nào mà gây cho học sinh một cái sự sợ hãi rằng đụng vào điện lại giật. Vậy người ta học trò sẽ không có dám sử dụng điện, không dám như vậy thì làm sao mà dám làm. Thế là em mới suy nghĩ rằng như vậy thì mình đưa ra những tình huống nó nhẹ nhàng thôi, nó đơn giản thôi, và học trò tự tìm hiểu ra những cái nguyên nhân như vậy là gì, và học trò có xanh ảnh tư liệu tự rút ra những cái hình học trò suy nghĩ. Và cái quá quan trọng ở đây ở tình huống và cái phần số 2 và số 3 ở đây đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt, tại vì mình cũng biết học trò sẽ đưa ra câu hỏi gì. Với một cái khối lượng thời gian 45 phút mà đã vừa chuẩn bị vừa kết thúc thì chúng ta chỉ còn lại 30 phút để hoàn thành cái bài này. Thế thì khi đó thì mình phải hướng học trò tới những cái câu hỏi mà ra được cái
ý kiến chủ quan, ý kiến là chưa có kinh nghiệm, thì trong tâm nghiệp mình góp ý rồi, thì ta đã nghe rồi, là cuối cùng sẽ báo cáo về hồ sơ. Xin mời cô mở cái đầu tiên là cái hành trình. Thì cô Minh có nhận xét gì về cái phần mục tiêu? Rồi mở cái mục tiêu cho cô. Mục tiêu về kiến thức, mục tiêu về kỹ năng, mục tiêu về cái đồng. Hồi nãy mình có thấy một thầy nói về cái mục tiêu về kiến thức. Sao giờ mình không có gặp lại gì nữa. Ở đây thì cô theo chuẩn thức là học sinh sẽ hiểu được nguyên nhân gây tai nạn điện. Và thứ hai nữa là biết được những biện pháp an toàn, đúng không ạ? Trong sử dụng điện, đúng không ạ? Biết được những biện pháp an toàn trong sử dụng như là sử dụng điện. Còn cái phần mà hiểu được sự nguy hiểm trong điện đó, tôi thấy người nằm bên bên nghề, đúng không ạ? Bên nghề. Thì cái kiến thức theo đúng các bạn học điện của lớp 8 nó chỉ có 2 phần thôi. Nhưng mà kỹ năng là gì cô? Nếu kỹ năng đây nêu ra là học sinh hiểu được, học sinh biết được, không phải là kỹ năng. Và nếu như là học sinh hiểu được nguyên nhân gây tai nạn điện đó là kiến thức rồi. Mà biết được một số biện pháp an toàn điện nó cũng là kiến thức rồi. Nhưng mà cái kỹ năng là sao thì cô, theo thầy cô thì kỹ năng là sao? Thầy cô mình nhớ một điều đó, kỹ năng nghĩa là sao ạ? Là cái hành động. Đúng không? Vậy thì kỹ năng ở cái bài này là chỗ nào có thầy cô? Sẽ có bài có kỹ năng chứ bài không ra đây có thầy cô? Dạ, là cái nào ạ? Dạ, sẽ thầy cô. Dạ, thầy hiểu cái gì ạ? Dụng cụ đúng không ạ? Như vậy thì học sinh thực hiện được hoặc là sử dụng được những dụng cụ an toàn trong khi thực hiện điện, đúng không ạ? Thành ra cái phần kiến thức, cái phần kỹ năng dẫn đây hai cái là thừa, thì cô phải đưa vào cái khác, đúng không ạ? Trong cái bài của mình có dụng cụ điện, như vậy thì cái bài, cái kỹ năng của mình ở đây học sinh thực hiện được những cái dụng cụ mà được điện á, mà an toàn. Vậy là nó sử dụng giống như nãy thầy này nói là những dụng cụ đó là những dụng cụ phải có đúng không? Hoặc là khi học sinh nó làm kề múa hay gì đó thì nó phải sử dụng được mà phải là đảm bảo an toàn. Rồi thì cái phần này không đúng á, sửa lại. Còn kiến thức thì không sao đâu, cũng được như vậy. Rồi ta qua cái phần đầu tiên thì cô, cái bước đầu tiên là cái tình huống xuất phát. Thưa thầy cô, có quá nhiều cái tình huống xuất phát mà thầy cô gây ra, tôi thấy cái nào cũng hay thôi. Thứ nhất là nêu đưa ra một số hình ảnh được sự quan sát để giáo viên cho học sinh có một khái niệm thế nào là an toàn điện. Như cái cô giáo đưa cũng được. Cái thứ hai nữa thì cô đưa ra một cái đoạn phim để cho học sinh quan sát và rút ra một cái cho học sinh có một khái niệm về vấn đề điện an toàn điện như thế nào cũng được. Tôi thấy thầy phát biểu cực kỳ chính xác là thầy ở trường Quang Trung. Khi thầy cô đưa ra những cái tình huống thì những cái đoạn phim, những tình huống đó nó phải phù hợp với thực tế, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Cho nên nó có những cái tình huống thì nó hiểu được, nó biết được nghĩa là nó quen thuộc, dây mắt nó. Có những tình huống thầy cô đưa ra nó xa xôi, có như là chuyên nghiệp quá thì không hiểu. Ví dụ như là đối với thời điểm sửa chữa gì đó, đôi khi học trò không hiểu. Nhưng có những cái đường buổi ta đưa ra giống như thầy đưa ra đây, giống như thầy cũng chấp nhận là những cái tình huống mà trong gia đình mà hiện nay á, thầy cô, trời ơi, trên mạng nó quá trời phim tiệm tình luôn á, của cái bên công ty điện lực, rất có những cái đoạn phim về an toàn điện hay lắm á, mình cũng đưa ra được, mà nó gần quá cái thực tế trong nhà luôn. Thì tình huống xuất phát thì cô ở cái bài này có ra hai cô, thành ra những cách mà các thầy cô nêu lên á là đều hay hết, tránh tưởng được cái thầy cô mình không thể mình nói là không được đâu, không thích tranh đâu, để đưa cái hình lên phim lên, không được đâu thầy cô. Tùy theo cái trình độ học trò của giáo viên của cô thầy dạy nữa nè, tùy theo cái phương tiện của cô này chung, cứ mà có máy chiếu bắt cái chiếc phim tôi chiếu hình, đúng thầy cô, được. Bây giờ tôi không có máy PowerPoint thì tôi có thể có những cái hình đó tôi truyền xuống học sinh. Bây giờ các bé xem là các con xem là nhóm là cô đưa ra mỗi một nhóm, tôi chia làm nhóm 4-5 nhóm gì đó, đưa một số hình ảnh ra, chứ con quan sát là đưa ra từ đúng thuyết pháp. Từ đúng thuyết pháp ở đây nhận có là gì? Giúp cho tôi có một khái niệm thế nào là ăn một tiền. Thì sau đó giáo viên mình phải đặt câu hỏi. Như vậy thì thông qua những cái hình cô đưa ra vậy đó, các con hiểu như thế nào về ăn một tiền. Học sinh thầy cô phải dự kiến được câu hỏi học sinh sẽ nêu ra, bắt buộc phải dự kiến được. Do đó thì cái vấn đề giáo viên của mình hơi bị mệt chút xíu. Tự dự kiến mà tôi nói sáng rồi, dự kiến càng nhiều tình huống thầy cô càng rút kết dài tốt hơn. Thành ra cô nói là học sinh nhìn qua nó hỏi là ủa tại sao mà con cũng nấu cơm bình thường như vậy, ta khi mà con điều tiện ra thì mình định trừ ví dụ vậy. Lý do là tại sao? Tại vì tay mình ướt, mình rút cái cầu chứ cái thức chấm điện ra đây nè, thì mình điện dơ. Thành ra học sinh nó hỏi nhiều cái lắm thì thầy cô phải dự kiến được tại sao cái tình huống đó mà bị
bị chụp. Nó là như vậy, thành ra giáo viên phải dự kiến được tình huống mà đi kê ra. Cái bộc lộ quan điểm ban đầu đó chính là thông qua quan sát học sinh đưa ra phải đưa quá nhiều câu hỏi, thì lúc đó thì cô mới tóm lại câu như này nè. Vậy thì nguyên nhân gây ra này bị là gì? Đó, thì đây các sự do phải không chứ? Nguyên nhân gây ra là gì? Rồi, bước này, qua cái bước thứ hai. Bước thứ hai thì cái bước học sinh sẽ trả lời theo nguyên nhân gây ra, thì các bạn hiểu được nó là nguyên nhân gây ra này bị là do mình sử dụng đồ dùng điện không có đúng cách. Thế nào là có đúng cách để nó được cho nó tập bảy bài để nó mới đi ra hết. Nhưng mà sau khi thầy cô xem những cái phần học sinh nó liệt kê ra như vậy á, thì xây dựng chốt lại hai nguyên nhân, có những nguyên nhân gây ra điện, chẳng hạn như là giảm trực tiếp vô vực mang điện, đúng không? Giống như nãy tôi rất là tâm đắc ý của thầy cô trực tiền tôi mang chung rất hay, là nó nói được những cái bước mà rất là đúng với cái ý mà tôi muốn nói đến điều đó. Thì cô thấy là rồi sử dụng chẳng hạn như là sử dụng nó sẽ gây ra cái bước cô bước qua bước mấy thử hai không ạ? Một lộ rồi, qua đến bước 3 thì là cái bước mà học sinh nó sẽ phải tìm tòi nghiên cứu. Hồi nãy tôi xin giải đáp một câu nữa là cô giáo nói là cái bài này không có sử dụng được bài thân bộ, không có đâu, được, tại sao vậy ạ? Bài này nó quá hay và nó là một cái bài mà nó giúp cho cái người không phải là học sinh nha, cả mọi người của mình ở đây khi mà sử dụng điện mình rất là chủ quan trong vấn đề sử dụng điện ở nhà. Tôi nói điện bản thân mình là khi mà mình cắm một cái thiết bị điện, cắm máy lạnh đi, máy giặt đi, rồi khi mà tôi rút chốt á, nhiều khi tôi làm biến á, đáng lý tôi phải cầm ngay cái thích đó thì tôi lại làm cái thời gian kém ra. Có thì cô có, mà khi mình cầm cái kém ra thì sao? Nhà mình hiểu mình là không biết. Hoặc là khi mà tôi đốt cơm xong rồi tôi cầm lên để tôi muốn cắm cho tôi điện, tôi làm biết không nhận nó tay, tôi cầm mà tôi đâu có hiểu được là cái thích cắm của tôi nó phải là nó sáng, khi nào mà nó hở ra cháy, bắt đầu có điện vô là tôi dịch rồi. Đúng không nào? Hoặc là bây giờ nó có những cái giúp cho chọn mình là ở trong cái nhà tắm của mình nó hay có những cái ổ điện đó thầy cô, để mình các thầy cô đi đi cái nhà nghỉ rồi cái khách sạn gì đó hay cái nơi đó để mình cắm cái máy sấy đó. Rồi nhiều khi cái phòng mình nhỏ để cái mình tắm của nước mình nó đây là những cái chiếu thẳng vô cũng xảy ra như vậy, thì cũng có những cái khoản mà ta giúp cho chọn mình. Nên cái bài ăn còn tiện là cái bài dạy đồ với bằng tay đặc vụ chứ không phải là không thầy cô, không phải là dạy bài tập một là để có sản phẩm đâu, không phải. Mà cái bước mà thứ tư là cái bước mà ta nói là thí nghiệm nghiên cứu á, thì cái bước mình sẽ là tìm tòi phân tích thảo luận. Nó là như vậy đó thì cô, nó lại bước chuyển qua cái bước như vậy á, tìm tòi phân tích thảo luận, rồi có những cái thí nghiệm chứng minh nữa. Tại cái bước đó thí nghiệm chứng minh chẳng hạn như là học trò không thể nào phát một cái bằng ủi cho học sinh, rồi để cho thí dụ cắm điện mình sợ nó sẽ xảy ra tai nạn, thì phải có thí nghiệm chứng minh là chính giáo viên sẽ phải thực hiện cái điều đó để chứng minh bằng một cái thí nghiệm rất là nhỏ. Tôi đồng ý cái thí nghiệm này luôn, sử dụng cái bằng ủi điện để nói về sự chậm bỏ. Nó là như vậy thì cô, nó có nhiều cách nghiên cứu. Thì cô là những người dạy học là có rất nhiều cái cách để chúng ta làm, đúng không ạ? Thì tôi bắt đầu chi tiết lại cái bước thứ ba là cái bước khi mà học sinh cô đưa ra làm về trước câu hỏi, thì thầy cô đã đưa ra cái vấn đề là thế nào là nguyên nhân gây ra điện. Thì lúc này học sinh sẽ đặt ra những cái câu hỏi, thì cái chỗ này thầy cô nên có một cái phiếu học tập để cho học sinh nó làm, đặt ra đưa những tình huống ra để học sinh nó sẽ nhận xét ở cái chỗ nguyên nhân gây ra điện này là như thế nào. Đó là như vậy. Thì ở đây cô giáo có đưa ra là học sinh đặt câu hỏi ghi ra phiếu tập là vì sao người ta bị điện giật, tại sao có những người bị điện giật chết, người tập với những người bị sao họ. Cái phần này cô giáo đặt ra cũng rất là hay. Thực sự đây là một cái phần mà tôi thấy cũng là tốt trong chỗ này. Thế thì cô thấy rõ là rồi phần sau khi học sinh nó làm hết rồi đó, từ lúc này mới tiến hành phân tích. Thì cái chơi như nãy mình nói ra, bắt đầu tiến hành phân tích, đánh lý ra từ các thí nghiệm, tiến hành phân tích và kèm vào đó là cái thí nghiệm chứng minh của giáo viên, để học sinh nó thấy được cái thế nào là điều chậm khó hay gì đó. Chứ không phải giống như trong kỳ trước là thầy nói là tôi thí nghiệm, tôi đưa lên tôi cho tôi cầm tay luôn cho nó thở và tôi điều chỉnh gì đó thì không được, mà thí nghiệm cho một cái chậm bỏ nhỏ nhỏ cho tôi nó thấy được là ai có dùng điện thoại để ta có thể thực hiện được qua cái phần này. Thì phần này là cái phần học sinh sẽ phân tích tìm tòi qua những cái gì thầy cô, hình ảnh, những cái thông tin mà thầy cô sẽ giao ra cho học sinh chỗ này. Thầy cô sẽ không kết luận được mà giao những cái hình ảnh, những cái thông tin mà cái thầy cô nêu để cho học sinh tìm tòi nghiên cứu, và nó sẽ tự rút ra được nguyên nhân gây ra điện là do cái gì qua cái thí nghiệm chứng minh của thầy cô. Đó là như vậy.
thầy cô rõ là từ chỗ này thì chúng ta sẽ biết được cái phần này, rồi thông qua đó thì sử dụng những biện pháp nào, từ khi mà có nguyên nhân là phải có biện pháp, như vậy thì sử dụng những biện pháp nào. Thầy cô có thể là ngay tại cái đoạn trung tâm này nè, thầy cô cũng có thể đặt một cái câu hỏi hoặc là thầy cô cho những cái đoạn phim về cái sử dụng những cái từ cụ, những cái nào mà nó giống như là nếu mà sử dụng không đúng thì nó sẽ gây đến cái vấn đề tai nạn gì. Có những cái đoạn phim rất nhiều ha, là những cái đoạn phim mà người ta không có sử dụng cái này rất là chủ quan trong cái vấn đề sử dụng sử điện, người ta để tay không người ta sử điện. Thì bây giờ người ta muốn là khi mà người ta sử điện ta phải đeo vô tay hoặc là đeo trên ủng gì đó, thì trên mạng có những cái đoạn phim đó thì thầy cô sẽ chiếu cho học sinh xem những cái phần đó để học sinh rút ra kết luận là sử dụng biện pháp như thế nào để đảm bảo an toàn điện. Thầy cô nắm là tại chỗ cái bước 4 này là thầy cô, hoặc là thầy cô phải đưa trong ảnh cho học sinh quan sát, hoặc là thầy cô có một cái tình huống khác, có rất nhiều cách để thầy cô làm để mà thầy cô có thể giúp cho học sinh nó tự rút ra kết luận là nó sử dụng những dụng cụ nào để đảm bảo an toàn điện cho nó. Ngoài cái vấn đề như là đặt ra nêu ra ta nắm rõ mà, rồi đến cái bước thứ tư thì là cái bước thứ năm. Bước thứ năm, dạ bước thứ năm là cái bước mà bước thứ năm là bước rút ra kiến thức mới. Có rất nhiều cách để mà chúng ta có thể giúp cho học sinh rút ra được kiến thức mới này. Theo thầy cô thì ta đang sử dụng cách nào ở dưới trường và thầy ở trường bên trung, mình sử dụng cái nào để ta rút ra kiến thức mới cho học sinh? Dạ xin mời thầy. Thầy nói được rất là hay và rất là tốt. Thầy xưa thầy cô sử dụng những cái kỹ thuật dạy học. Tại vì trong quá trình thầy cô dạy á, không phải chỉ là cái chương trình như vậy, chúng ta còn có cái tổ chức lớp học nữa bằng cái kỹ thuật dạy học thầy cô, thì chúng ta sử dụng áp dụng những cái dạy học ở đây để ta giúp cho sinh thể rút ra những thứ mới. Thầy cô nào có thể giúp cho tôi là ở phần rút ra những thứ mới ta làm như thế nào? Mời thầy. Thầy ở trường này là phải thầy có buổi nào? Kính thưa thầy cô, thì cái phần kết luận rút ra kiến thức mới của trong khoa bài học thì mình làm trên cái học tập của học sinh hoặc là cái bảng nhóm ở trường, mình có cái bảng nhóm, mình cho các nhóm các em nó sẽ ghi những kiến thức của đó, sau đó cho nó trình bày lên trên bàn. Mình sẽ mời một vài nhóm, ví dụ là ngẫu nhiên thôi, các em sẽ trình bày và cũng một hai nhóm thôi cho nó đánh giá, sau đó mình sẽ kết lại từ giáo viên kết lại luôn theo cái hướng của các em nó nãy giờ nó thảo luận, nó suy nghĩ và nó đưa ra những ý kiến như vậy. Mình đưa luôn. Thầy, cái bước của thầy đang nói đó, nặng bước 4, cái bước thầy vừa mới nói nặng bước 4, cái bước mà học sinh nghiên cứu tìm tòi xong rồi đó, sau đó là thảo luận nặng bước 4, cái ta đưa ra cho học sinh nghiên cứu tìm tòi, nó đề xuất ra cái phương án rồi đó, nó đề xuất ra phương án rồi là nó trình bày. Rồi thầy cô có nhiều cách để cho học sinh trình bày, và cách là cho học sinh dán lên trên tường, lên bảng hay gì đó là từng nhóm trình bày, để cho các nhóm đánh giá lẫn nhau, là cái đó là thằng bước 4. Bước 5 là sao thầy cô? Tại vì đây mình đã nói về cái tự rút ra kiến thức mà. Sau khi học sinh nói trình bày cho hết rồi đúng không ạ? Thì giáo viên sẽ chốt lại thông qua các học sinh trình bày. Và cái bước cuối cùng tôi nhận xét được ở cái bài này, tôi thấy khá hay. Đó là cô giáo làm đó, cho học sinh thực hiện trên sơ đồ tư duy. Học sinh sẽ kiến thức hóa cho nó thông qua sơ đồ tư duy. Mà cô giáo là tôi rất là thấy rất là hay, thực sự rất hay thầy cô. Tại vì cái bước 4 thì cái bước thầy nói nó trình bày xong hết rồi đó, thì làm sao để mà tôi nắm được học trò tôi nó hiểu, các bé này vẽ một cái sơ đồ tư duy, thì kiến thức hóa nó qua sơ đồ. Đó cũng là một trong những cái phương pháp dạy học mà tích cực đó thầy cô. Đó là một trong những phương pháp dạy học tích cực mà mình ứng dụng vào trong lớp học đây luôn. Thì đó là vậy á, thì tôi nói sơ sơ vậy thôi, thì thực tế sao thầy cô làm về nhà hơi bị khó xíu, tại vì mới thì thầy cô mới dự đoán được những cái tình huống mà tôi cũng rất là mong muốn thầy cô thế này là hãy dự đoán tất cả những cái câu hỏi học sinh nêu ra, không có nói thật sự, thầy cô liệt kê hết ra, dự đoán hết để thầy cô hiểu được rằng là khi mà thầy cô liệt kê hết ra rồi thầy cô đi chốt thì được đưa ra cái vấn đề ở đây, thầy cô giải rất là dễ dàng. Lúc đó lớp học trò lớp của thầy cô á, thầy cô dự đoán được rồi, khi thầy cô đưa ra một vấn đề nào thầy cô giải quyết được liền, thầy cô không bị lung tung. Đó là dạy nên hãy thể hiện nó trên cái phiếu dạy học của mình, cái bài dạy của mình. Nên ở cái bài này cô giáo về sẽ phải bổ sung thêm ở cái bước 2,
bộc lộ quan điểm ban đầu vô sinh, thể hiện câu hỏi bộc lộ quan điểm ban đầu vô sinh. Cô giáo bổ sung thêm ở cái bước 3, ở bước 4, ở bước 3 là thể hiện thêm một số cái yêu cầu đặt ra cho học sinh để học sinh tìm tòi, không phải nói câu là hãy tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn điện không phải, hay là nói là cho biết liệu pháp gây tai nạn điện không phải, mà hãy đưa ra cái tình huống để học sinh nó có thể nói được về cái nguyên nhân như thế nào, cái đó là như thế nào, đó là như vậy. Nên ta bổ sung thêm cái phần đó thì mới được. Còn cái kết luận tôi thấy là cái gì các điểm sau này thì cô có thể làm các điểm nữa, có thể cho học sinh ôn chữ. Ôn chữ thì cô ở cái kiến thức cuối cùng á thì cô phó là ôn chữ thì cho học sinh làm, đó cũng là cái chúng ta kiến thức vô sinh, hoặc là cho học sinh vẽ rồi người kia, hoặc là cho học sinh một cái phiếu học tập tùy thầy cô. Nhưng mà tùy thầy cô ở cái phần cuối này, chúng tôi muốn nói thế này là thầy cô không áp đặt bất cứ một cái điều nào hết, đây chỉ là cái gợi ý cho thầy cô thôi, và thầy cô của mình tùy theo trường, tùy theo trình độ học sinh, tùy kiện của nhà trường mình chọn cái nào mà thầy cô thấy là tôi dạy được tốt nhất, nó là như vậy. Còn cho nó không biết tự nhiên sao nó mới làm thì cô phải làm cái khác, là cái dụng tập bây giờ học trò tôi nó học những cái đó là có thể tự thầy cô thôi, nhưng mà tôi gợi ý một số cách để giúp cho thầy cô có thể dạy nó tốt hơn, nó hay hơn, nó là như vậy. Còn dạy học với cái đồ tư duy, ông ơi, dạy học với cái bằng cái bộ này đó, mục đích của nó thế này nè thầy cô chú ý nè, mục đích duy nhất của nó là giúp cho học sinh tự học tự khám phá, do đó thầy cô phải đặt được tình huống cho học sinh tự khám phá, không phải là thầy cô phải giải thích học sinh khám phá ra, học sinh nêu vấn đề ra ở cái phần cuối 4, phần trình bày thì phần đó thầy cô sẽ tự đưa cho học trò ở ngay cuối 4, là khi học sinh trình bày xong hết rồi thầy cô sẽ đứng lên nhận xét nhóm này như thế này, nhóm này như thế này, rồi kết luận của mình ở cái đường đó, đó là như vậy. Thầy cô nói đúng không ạ? Nên mỗi cái không phải là giáo viên lúc nào cũng giải thích, mà giáo viên chỉ đưa ra định hướng cho trò thôi, theo dõi học sinh. Cái bước 4 là bước quan trọng nhất, là bước học sinh tìm tòi nghiên cứu phân tích giải thích, là bước 4 đối với cái bài này. Còn nếu cái bài mà có ra sản phẩm á thì cô dễ rồi, bởi vì ra được sản phẩm giống như cái bài buổi sáng, cái bài mà bài gì sắp xếp đồ đạc á, là nó có phương án, có thiết kế, có gì hết rồi, nhưng đây không có thì phải là tìm tòi phân tích giải thích như thế nào. Thành ra thầy cô của mình cũng chú ý ra từ đó. Thầy cô ha, tôi nói gì chúng ta nắm rõ mà, thì đó chỉ là một trong những cái mà tôi nghĩ là thầy cô của mình quan trọng nhất, không phải là cái phương pháp dạy học này nó làm cho mình hay hơn, mà quan trọng nhất là chính thái độ của thầy cô đối với phương pháp dạy học bằng bằng tại cuộc này như thế nào. Nếu tôi cảm thấy tôi thích nó, thầy cô sẽ làm rất là tốt. Nhưng nếu thầy cô nói, ồ, tôi thấy chả hay tôi không làm, thì thầy cô cũng có cái máy, trường có đưa cái máy, thầy còn có ép cái máy, thầy cô làm cũng không được. Thành ra, mới thật sự, thầy cô phải cảm nhận được rằng là phương pháp này để giúp cho học sinh tôi được cái gì. Thầy cô thích nó, thì cô về thầy cô sẽ làm được. Tôi rất là mừng. Là ngày hôm nay tôi thấy cái bạn ở trường ngoại trung nên phát biểu rất là tốt. Ông thật sự tôi cảm nhận, tôi cảm ơn thầy rất là nhiều. Bởi vì tất cả những cái bài cái ý của thầy lúc đầu á, các thầy cô đi ở hôm nay, nhưng mà thầy này lên thì lại chưa tốn được một cái ý. Nói chung như vậy thì tôi nghĩ là thầy cô mình làm được, đúng là. Ra cuối cùng tôi rất là mong muốn với thầy cô là đây chỉ là một cái bài. Tại sao mà chọn, thực sự ra thầy cô đừng nghĩ là bài chọn lên bên đây có cá độ bài bài áo cũng có đâu. Một cái bài nó có nhiều điểm thì không nói tại sao chọn cái bài kia thì tôi chọn cái này. Tôi cũng không biết sửa nhiều đâu, tại vì tôi chỉ nói cô giáo là cô có những cái tình huống gì vậy là cô tự làm hết. Và tôi muốn là thông qua điều đó chính thầy cô sẽ là người thường thấy và ta giúp đi vô. Như vậy thì không biết là thầy cô mình có thắc mắc gì về cái phần này không ạ? Có khó, thầy cô thấy là mình có khó làm không ạ? Tôi nghĩ là ở đây thầy còn nói là đi quảng trường là có bài không ạ? Cái đó thì cũng dễ dàng rồi. Quảng trường có bài thì cái bài của thầy cô á, tôi nhận xét thế này là thầy cô có nhiều thầy cô là vẫn còn theo cái cũ, có nghĩa là đưa ra những cái hoạt động 1, hoạt động 2, hoạt động 3 gì đó, nó chưa có đúng theo cái bước tiến trình. Nên cái bài nào thầy cô làm vậy thì cô sẽ sửa lại, là nó có 5 bước tiến trình, là mỗi bước nó như thế nào. Thầy cô nhớ là cái bước thứ hai là cái bước quan trọng, cái bước thứ hai là cái bước mà thầy cô phải dự kiến á, là bộc lộ quan điểm ban đầu cho học sinh, là cái bước thầy cô phải dự kiến được, dự kiến được những câu hỏi học sinh đưa ra, ở vấn đề mình đưa ra như thế nào. Mà cái tôi thấy khó nhất là cái tình huống xuất phát, thầy cô phải nhớ tình huống xuất phát nào mà nó phù hợp với cái bài của mình. Giống như nãy giờ hai cái bài đầu mình có hai tình huống xuất phát khá là tốt á, thực sự hai tình huống xuất phát khá là tốt mà lại chúng ta nêu ra, rồi nãy thầy cô nêu lên được những tình huống khá là
phim ảnh gì đó, tôi nghĩ thì cô cũng nên chọn những cái phần đó cũng là được. Thì cô hoàn tùy theo tình hình của mình. Cái bước quan trọng là bước thứ tư, là cái bước mà đề án, đề xuất phương án và cái thí nghiệm hoặc là thiết kế gì đó, hoặc là cái tìm tòi cái nghiên cứu hỗ trợ là bước thứ tư, là cái bước mà học sinh đó có được những cái tốt nhất là thảo luận nhóm, trình bày. Và sau đó thì cô sẽ nhận xét ý kiến học trò cho học trò đánh giá lẫn nhau, cho các giáo viên đánh giá lẫn nhau gì đó tùy các thầy cô. Nhưng mà thầy cũng chú ý một điều thế này là bài không tiếp thôi, cái tiếp bài này một tiếp, do đó thầy cô phải chọn lựa cái phương pháp dạy học nào, cách tổ chức như thế nào để mà nó đạt được yêu cầu. Đó là như vậy. Thầy cô đừng có quá lan man, đừng có quá dày dòng, chẳng hạn những cái nhiều người quá nhiều như cô đưa phim phim ảnh nhiều quá thì sẽ bị chết luôn hết, chất liệu tức luôn đó. Thật sự chọn lọc cái phần đó của mình cho nó đúng nhất là như vậy. Rồi tôi có lẽ cũng phân tích cái bài đây, rồi tôi cũng không muốn thầy cô là thầy cô cố gắng nếu mà có khăn gì thì cô lại đi cầu đúng không ạ, hỏi gì cầu có thể làm sao cô. Xin cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Dạ, thầy cô xin phép cô Xuân nha. Thưa thầy cô, thưa quý thầy cô. À, trong các bạn học viện này thì nó cứ cái lẫn lộn qua cái nhiều à, cho nên á nếu mà mình nói hết cái bài này á thì có lẫn lắm, chỉ đạt cái này là đến học sinh á thì nó không đủ, cho nên như cô sư nói được là chọn như thế nào á, chọn cái nào để nếu mà nó không đủ theo á thì có bộ nào cho mình biết thì phải chọn mới được, chứ không là nó sẽ lắm quá chứ gì. Thì cũng về thì cô giáo viên ở trường ta lên mỏi đó, ta xóa cái câu mà biết thì con đồng ý mà xóa đi, đừng để cái dòng này nữa. À, thứ hai cái này cũng vậy, cái này xin lỗi cô, nó đậu vô chứ là nó không phải kỹ năng liền, xóa luôn bỏ cái này đi. À, xóa đâu gì vậy, bây giờ là bây giờ mình khẳng định lại nè, à, xin thắng thì đồng ý nha. Bài này là ta phẩm chụp bàn tay thành phố sản phẩm đâu quý thầy cô là cho người bị dừng tay cái này là cứ hướng phải đây này, hồi nãy cô có vẽ thôi nhưng mà tôi đề nghị á ta chụp luôn những cái hình mà nó thuộc về những cụ những cái thiết bị ở gia đình mình, tôi nói ví dụ như sao cái tủ lạnh đó hay sao cái giặt đều có sợi dây để ta nói te vào nó đất và điều có cũng dẫn đến đó. Bây giờ đến cái phần số 4 hồi nãy đấy, tôi nên đề nghị nó thêm là vận dụng sau khi tiền còn vận dụng có ra sản phẩm không, có không có, cái sản phẩm chính là cái sợi dây mà ta có thể phân tích là mỗi cái thiết bị đời mới bây giờ đều có ba dấu, đó là cái sản phẩm người ta cũng như an toàn điện mà. Rồi trên từng cái máy thiết bị máy đời mới có sản phẩm có đó có, còn bây giờ nó có hồi nãy có thầy làm nói bây giờ mình ra sản phẩm này cầm phút điện thử vô trong cái ổ điện nó là sản phẩm như gì nữa, đó là sản phẩm chứ phải chờ cái ông kia cái chuyện té xỉu người ta ra sản phẩm phải như vậy phải gì đó. Còn bây giờ cái tình huống cô á thì nói chung đó là cô đưa cái này á do mình khẳng định cái mục tiêu của bài dạy. Tôi đề nghị này ở thầy cô tôi nhắc lại đừng có áp dụng sách giáo khoa nhiều quá như lúc này, sắp sửa người ta sẽ cho quyền sách giáo khoa là bốn bộ rồi nhưng mà người ta cũng cho quyền dạy thức khác, đừng nhập vào thức khác chứ đấy áp dụng mấy hình tôi nói thiệt chứ tôi đọc tôi nhìn trong mấy hình này á cuối cùng của cô kết luận là tôi sẽ dạy dưới cái điều thế của quyền hơn học thấy kết quả rồi xúc dần trong bò cũng được vậy đâu thế cũng trả thấy kết quả là sao rồi không thấy kết quả mình khi đưa nguyên nhân thì nó kết quả nhưng mà mình đưa lên như vậy nhiều khi nó phi thực tế nữa, cái quý thầy cô anh chị mình có thể người ta vẫn chấp nhận những người thầy đạo thế và người ta thả sự dần những người thầy đạo thế như vậy những cái này qua thực tế cũng chẳng tỏ luôn. Mình lấy cái ở trong nhà mình làm, ví dụ như nãy cô Sương nói
mình giả định cái thay vì mình cầm phích cầm bây giờ là cầm cái gậy, mình cứ chụp hình vậy đi, đưa ra những tình huống vậy đi, rồi tự học sinh nó biết. Rồi ví dụ như mình vẽ cái chân với người đó đang đụng vô cái công tác hay cái thiết bị gì đó mà mình vẽ mình thể hiện sao, ví dụ nước chứ, ví dụ này thì chân không, ngay cái bản thân ở trong nhà mình chứ mình đưa cái này á thì nó hiện đó, nó đời xa lắm. Học sinh nó nhiều khi nó vận dụng trở lại trong nhà nó không hiểu. Nói thì nói chúng ta học sinh, tôi dạy học sinh lớp 11 thì do nó kiến thức của lớp 8 trồi lên trên đó rồi thì nó hiểu lớp 8 đâu biết đâu, khoảng cách từ dây cầu áp kiến nghị đâu biết đâu, mà mình nói chậm đó là quậy cũng sai luôn đó, nó khoảng cách là khoảng 40 mét với đường điện dây con thế bao nhiêu, chân nhất tắc cho là bao nhiêu thì mới 40 mét, 4 mét, 5 mét nữa, mình khẳng định như đó chậm đó, kiểu như chậm đó, chậm như đó này. Rồi mình leo xe điện á, tôi giống như nãy đâu bị điện giật đâu, giống như chi tiết như hai sợi dây điện nó đâu điện giật, cái dây nhiều khi mình đưa đi người ta nó không thực tế. Thì tại sao mình con đưa như là nãy trong nhà cái đầu tiên mình vẽ cái đèn sáng lên nha, rồi có cái vẽ cái hình đâu nó được sửa, hỏi vậy đó là em cái người thợ sửa nó đúng hay sai, em thì nó đúng em nó sai, đúng là chỗ nào mà sai chỗ nào, như đèn đang sáng chứng tỏ là đang có điện thì anh đi thực hành điện sai, sự điều điện sai. Rồi cô đưa số điện thoại đó, ví dụ như tôi đi kề mà lại thì cắt cái đó nó cũng không có nhà ăn chậm như cái bài đó. Cô đưa cái bài cái kề ra đó là giới thiệu dụng cụ điện, cái này cô phải cho nó rõ cho mày, cái dây cầm điện đó có nhỏ không cắt điện à, cái đó thì mới đúng. Bây giờ cô đưa ra thì tôi nghĩ nó giống như là ta giới thiệu dụng cụ không để điện nhỉ, thì có những cái là tình huống như thế thì để chú ý, và do là mình viết à, tôi đề nghị cái phần này cho xin lên một xíu nữa, mình quen thì rồi cho nên phải sửa cho cái phần cuối á, cái mẫu ba đây ta chẳng tìm cái từ gì hết, không có từ gì vậy được. À học sinh tổng kết luận của giáo viên lớp kia trở là ai đi ở đây thì có nhiều từ nhưng mà mình đọc vô không có dễ đâu, mình nói thì được nhưng mà khi mình kia nó trở nên chuẩn xác. À vì vậy kết luận là tôi xin nhắc lại là bài này dập dụng phương pháp ba cấp một được, thứ ba được, có sản phẩm có luôn, các bạn được nhắc lại ha, sửa chữa đi thì phải có thì của vợ là bỏ, rồi thấy bút từ điện thử cuộc điện thì giống như cái anh thầy phải nói là bạn cũng thử lúc đó nãy là tôi nghe nó lấy tay thử nó chặt luôn, mà cũng phải lấy tay thử là hết sức là chặt, thử độ nóng trên thử thực tế luôn là chặt là nhiều dây là nhiều thứ mình không đưa như đôi lúc mình nặng được thì phải chụp con dễ nó ra được giả định đấy, thì cái phần này thì tao phải có dự trữ lắm thì mới đủ cái bộ được, mà nếu mà ta cho dạng ở cái bài gọi là quyết định á dạng một hiệu cũ á thì điều đạt mất sẽ bị lấn sang thứ hai lần, cho nên là khi đưa một số tình huống gia đình rồi giáo viên học sinh nó đã hỏi rồi giáo viên kết luận cái phòng có phải có hình ảnh thì các em nó dùng cái hình nó thì cái phần mà trong cái tâm lý tư duy thì tôi nhắc lại là dĩ nhiên một người mà tôi lên lớp mà khi tâm tăng ngồi đây xin lỗi anh Hùng được công nhận giai đầu nhưng mà không có gì đó hạn chế đó phải học, cho nên là cũng rất là quan tâm cô giáo đã xây dựng cái bài này tốt rồi, thì vậy là ta có thể thấy rất là lớn tiếng ta kiểm soát là chính chỉ như là đi tôi mà lên lớp hoặc ai lên lớp rồi thầy tù thế thôi, cho lớp thế nào cũng có bị hạn chế chắc chắn thì nó xảy ra rồi, cho nên có cái chặn thế nào thì được thành công đó. Và cũng mong rằng là cũng về là một giấc
trong vấn đề là xây dựng cái bài dạy không nên bám sát sách giáo khoa mà chúng ta trong thực tế ở trên cơ sở đó đề nghị cán bộ và mạng lưới của phụ huynh các em ta quan trị cái tầng này để thống nhất lại trong đội ngũ chúng ta để xây dựng cái bài dạy cho nó phù hợp. Tôi rất là cảm ơn cô Lê Ngọc Xuân, giám đốc trung tâm kỹ thuật nông nghiệp và nông thôn báo cáo viên là chuyên đã có hai buổi làm việc với lại giáo viên công nghệ và nghề của bộ đó. Buổi đầu tiên là cung cấp cho ta kiến thức về cái phương pháp đèo bằng thành bộ, và cái buổi thứ hai đã cho chúng ta làm cái nhận xét đánh giá và tương đối về hai cái bài soạn theo phương pháp bằng thành bộ. Trên cơ sở đó chúng tôi đề nghị giáo viên công nghệ của các trường ta có cái tổ, chúng ta sẽ xây dựng một cái bài học theo phương pháp bàn tay đồng bộ, mà cụ thể như nãy cô sư nói, đi sâu vào từng bước để chúng ta tiến tới là cái người học sẽ là người tiếp thu, chứ không phải là người dạy bây giờ không còn chỉ xuất nữa, mà bây giờ là đối tượng chúng ta là học sinh học. Giống như cô sư nói, tự học tự tập hát, chúng ta sẽ xây dựng một cái bài cũng yêu cầu luôn ha, cho nó sổ một tiếng theo kế hoạch, tất cả các môn đều có một sản phẩm thì đối với công nghệ chúng ta cũng phải có. Cho nên đó ngày hôm nay hai buổi các đồng chí tham gia lớp khóa là vui rất là tốt, cũng ra được sản phẩm thay mặt cho ban chỉ đạo, ban lãnh đạo đồng chí đào tạo rất cảm ơn với thầy cô đã nghiêm túc học tập và thực hiện theo những yêu cầu của các giáo viên, giúp cho các buổi tập huấn chúng ta đạt yêu cầu. Và trên tinh thần đó, chúng tôi hy vọng các chị sẽ về trường chúng ta cũng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học tập đó để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học đối với phụ huynh trong thời gian tới trong phòng học này. Và một lần nữa thay mặt cho toàn thể giáo viên mẹ cảm ơn thầy Thái Xuân Vinh, cảm ơn cô Lê Ngọc Xuân đã dành thời gian cho giáo viên mẹ giáo viên dạy nghề. Thì chúng ta cùng chào hôm nay công hiến cho học sinh, dạy dỗ học sinh thành nhân tài sau này.